Bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Hyundai Tucson bất ngờ xả hàng, giảm giá tới 60 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Sau khi thị trường ô tô sụt giảm doanh số mạnh vào tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19, các đại lý thi nhau giảm giá bán. Hyundai Tucson cũng được xả hàng, giảm giá mạnh tới 60 triệu đồng cho phiên bản đời năm 2019. Khảo sát tại một số đại lý Mẫu xe Hyundai Tucson 2019 đang giảm giá tới 60 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe đời này còn tồn kho khá ít nên không phải ai cũng mua được. Trong khi đó, phiên bản Tucson đời 2020 có nhiều mức giảm khác nhau, dao động từ 20 cho đến 35 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý chỉ tặng gói quà giá trị khoảng 40 triệu đồng mà không giảm tiền mặt. Giá xe Hyundai Tucson 2020 với 4 phiên bản bán ra từ 799 cho đến 940 triệu đồng. Xe được Thành Công Motor lắp ráp và phân phối với cả máy xăng và máy dầu. Trong tháng 4 vừa qua, chỉ có 277 xe Tucson được bán đến tay khách hàng. Cộng dồn 4 tháng đầu của năm 2020 là 2 2094 xe. Kết quả này đã khiến cho Hyundai Tucson tụt xuống vị trí bán chạy thứ 3 trong phân khúc SUV tháng 4 năm 2020 hạng C, sau 3 tháng liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Mazda CX-5 hay là Honda CRV để giữ vị trí đứng đầu. Túc Sơn nâng cấp chính thức ra mắt thị trường từ tháng 6 năm 2019, kích thước dài rộng cao của Hyundai Tucson lần lượt là 4480, 1850 và 1665 mm, chiều dài cơ sở 2670 mm. Tổng thể diện mạo bên ngoài của Túc Sơn được xem là cân đối hài hòa, hợp với các gia đình trẻ. Không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng với bố trí hợp lý, vô lăng ba chấu tích hợp các nút điều khiển, cửa gió điều hòa các thanh ngang song song đặt ở nhiều vị trí giúp cho làm mát nhanh và rất tốt. Mẫu xe Hàn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng chính giữa, 8 in kết hợp Apple CarPlay, cửa sổ chơi toàn cảnh, đèn tự động, cốp điện tự động, gương chiếu hậu chống chói, sạc điện thoại không dây, kết nối Bluetooth radio, FM, AM, AUX, USB, hệ thống âm thanh 6 loa, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh. Các trang bị an toàn trên xe gồm có chống bó cứng phanh ABS với BA và EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, 6 túi khí an toàn, ổn định thân xe, khung cường lực. Mẫu xe này có 3 tùy chọn động cơ là động cơ tăng áp phun xăng trực tiếp 1,6 lít TGDI cho công suất và mô men xoắn là 177 mã lực với 265 Nm mô men xoắn. Loại 2 là động cơ DGNR 2.0 cho công suất là 185 mã lực và 400 Nm mô men xoắn. Loại thứ ba là động cơ xăng NU 2.0 MPI cho công suất là 155 mã lực và 192 Newton mét mô men xoắn. Được biết, tất cả các phiên bản đều tích hợp hệ thống Drive Mode với 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.